Để mình mở cái khuôn mặt nạ xe máy cho các anh chị xem ha. Đây. Ok, đây. Đây là cái thiết kế của cái mặt nạ xe máy nha các anh chị. Đó. Thì ở đây là cái mặt nạ xe máy này. Đó. Cái mặt nạ xe máy cái chi tiết này bằng nhựa nha các anh chị. Đây mình không có hình dung được là cái này là của cái chiếc xe nào đây ta, xe Suzuki hay là không biết chiếc xe Yamaha hay là xe Honda nha các anh chị. Ok, thì có vẻ như là giống như chiếc xe quay alpha ha. Ok, nó là một cái mặt nạ xe máy ha. Đây là một cái chi tiết nhựa, thì để tạo ra được cái chi tiết nhựa này thì yêu cầu phải có cái bộ khuôn cho nó. Khuôn đó là khuôn cơ khí nha các anh chị. Đó, thì mình sẽ mở thêm một cái để coi thử cái này là gì. Cũng là nó luôn. Mình sẽ mở cho các anh chị thấy được cái bộ khuôn của nó. Đây. Đây là cái bộ khuôn của nó nha các anh chị, để mình xem đây. Ok. Bộ khuôn để mà chế tạo ra cái ép ra cái mặt nạ xe máy bằng nhựa nha các anh chị. Nó đi xem. Mình sẽ ẩn các cái chi tiết này rồi đi để cho các anh chị thấy ha. Đó, nó đây. Đây. Nó là phần nửa khuôn trên và nửa khuôn dưới ha. Thì nửa khuôn trên này mình mở ra. Mình sẽ mở ra cho các anh chị xem nó là nửa khuôn trên đây. Đó, nửa khuôn trên. Nửa khuôn dưới ha. Đây là nửa khuôn dưới nha các anh chị. Đây. Đây nửa khuôn phía dưới đây. Ok rồi, nửa khuôn trên này mình ẩn đi rồi để mình mở lại cho các anh chị xem. Nó gọi là khuôn đực khuôn cái nha các anh chị, nó gọi là khuôn đực khuôn cái ha. Cái đây nó gọi là khuôn cái ha các anh chị, có thể gọi cái tên gọi là tên bình dân nó như vậy đó. Ở ngoài các ông thợ ông hay gọi như vậy đó nha các anh chị. Ví dụ như cái này là khuôn cái này. Nè, nửa khuôn cái ha. Rồi. Này là nửa khuôn cái, còn cái lúc nãy là nửa khuôn đực đây. Cái này má ông thợ ông gọi là nửa khuôn đực này các anh chị. Đó. Đây, nửa khuôn đực đây. Rồi, ở bên trong nó còn có những cái gọi là nó. Đây, cái đây là. Đây là cái hệ thống bên trong của nó đây, hệ thống đỡ khuôn bên trong đây, nó gọi là chèn nha các anh chị. Ok rồi đó, nó cái khuôn cái như không phải cái khuôn khuôn mặt nạ của cái xe máy thì nó như vậy ha các anh chị. Rồi ở dưới đây nó có mấy cái cây này gọi là hệ thống đẩy nha các anh chị. Tại vì khi mình ép nhựa ra, mình ép ra cái mặt nạ này thì cái mặt nạ này nó sẽ không có tự rơi ra được mà nó phải dùng cái hệ thống đẩy ở phía dưới đây. Đó, các anh chị thấy nó có rất là nhiều cái cây này. Mình sẽ mở một cái cây điển hình cho các anh chị đây. Những cái này gọi là hệ thống đẩy nha các anh chị đây. Anh chị xem đây. Đó, thiết kế hệ thống đẩy cho cái khuôn mặt nạ xe máy này nó hơi phức tạp nha các anh chị đó. Nó phải đẩy ở những cái góc cạnh như thế nào chứ không phải là nó muốn đẩy sao nó đẩy nha các anh chị. Ví dụ như cái biên dạng này nè, nó đẩy phù hợp thì nó mới rớt ra được. Chứ không mà nó đẩy không phù hợp là nó vỡ cái mặt nạ xe máy nha các anh chị. Cho nên những cái này nó phải họ phải thiết kế theo đúng cái biên dạng của nó, nên là mình nhìn cái biên dạng nó phức tạp nha các anh chị. Đó, ngoài ra nó còn có những để mình ẩn cái này đi nè các anh chị dễ thấy này.
hệ thống đẩy của nó. Đây, ẩn này luôn đi. Đó, hệ thống đẩy nó các anh chị nhìn giống như là mấy cái cọc mà trong hồi xưa mà Trần Hưng Đạo cắm sông Bạch Đằng không các anh chị. Đó, ok. Mình sẽ ẩn nó đi cho anh chị thấy chi tiết về hệ thống đẩy nó như thế nào. Đó. Đó. Đó, các cái hệ thống đẩy cái hệ thống đẩy của cái khuôn này nó khá là phức tạp nha các anh chị. Đó. Giống như các cái lưỡi dao nó châm lên. Đó thì nó đẩy như thế này, cái hệ thống đẩy nó như thế này thì nó mới đẩy được cái khi mình ép xong cái mặt nạ xi máy á, thì nó mới đẩy ra được nha các anh chị. Sau khi họ làm nguội xong thì nó khô rồi thì họ sẽ kích hoạt cái hệ thống đẩy này để mà đẩy ra. À. Đó. Đó. Đây, họ sẽ đẩy ra. Và lúc đó ta có cái sản phẩm là mặt nạ xe máy. Đây. Để mình coi mình có thể cắt cho anh chị xem không. Xem thử. À, được rồi các anh chị. Đây. Đó, mình sẽ cắt ra cho các anh chị thấy này. Đó, đây là cái mặt cắt của nó nha các anh chị. Đó, cái biên dạng nó đây. Khi mà cắt ra là nó như thế này nha các anh chị. Rồi. Mình cắt lại lần nữa xem. Đây, nhựa nó chảy xuống đây rồi nó điền đầy nha các anh chị. Nó chảy xuống đây. Và nó điền đầy cái lòng khuôn ha.